Xin chào tất cả quý vị và các bạn, chào mừng đến với S Channel. Như vậy tính đến thời điểm hiện tại thì mình đã xa nhà được khoảng gần 5 tháng. Và trong suốt thời gian vừa qua thì mình có nhận được rất là nhiều yêu cầu của các bạn nói là mình làm clip nói về cuộc sống ở bên này. Thì hôm nay thì mình đã thi xong rồi, thế là mình quyết định rảnh rỗi là sẽ làm cho các bạn. Nhưng mà đáng tiếc một cái thì vào lúc này thì mình cũng phải viết thư về cho nhà nữa. Mai gửi rồi nên là thôi, chắc có lẽ thì mình sẽ vừa viết thư vừa kể chuyện cho các bạn nghe xem là sau suốt 5 tháng vừa qua thì mình đã được trải nghiệm những gì ở bên Úc nhá. Bố mẹ mến yêu của con. Như vậy là con đã xa nhà được gần 5 tháng rồi nhỉ? Chẳng biết trong lúc con đi có bao nhiêu thứ đã thay đổi nữa. Bố mẹ dạo này có khỏe không? Ở nhà có nóng lắm không? Thời tiết khắc nghiệt lắm, bố mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Không cần phải lo cho con ở bên này đâu. Bên này thì lại đang mùa lạnh mẹ ạ. Có những đêm thì nhiệt độ xuống tầm đến 4-5 độ. Nhưng cũng may là nhà khá là kín nên ngủ vẫn ngon. Nhưng chỉ có một cái vấn đề nho nhỏ là vào cái thời tiết cái kiểu gì mà cái gì nó cũng teo lại như này. Bụng teo thì không có sao đâu, nhưng một vài cái nó không cần teo thì nó cứ teo bé tí lại ấy. Lần nào đi vệ sinh cũng phải lấy nhíp gấp ra, mà nhíp bên này thì cũng 3 đô một cái, tính ra là 50 rồi. Có đi đái thôi mà cũng tốn kém quá, trời đất ơi. Ở bên này phong cảnh đẹp lắm bố mẹ ạ. Cảm giác như họ biết quy hoạch để thành phố Melbourne trông như một nền văn hóa hiện đại nằm giữa thiên nhiên hoang dã vậy. Bên cạnh những tòa nhà cao chọc trời, những con đường hàng xe ô tô nối tiếp nhau là những bãi cỏ trải dài bất tận, những hàng cây cao bóng mát, những dòng sông uốn lượn trôi êm đềm cho cái nắng buổi chiều ấm áp hiếm hoi. Hơn 20 năm sống ở Hà Nội chật chội và xô bồ nên khi con sang đây, con đã cảm thấy mình được lạc vào một thế giới hoàn toàn mới. À bố mẹ ạ, ở bên này nhá, động vật chim muông thân thiện với con người lắm. Ở Việt Nam chắc sẽ chẳng bao giờ có những cảnh con người ngồi trên bãi cỏ thưởng thức một bữa trưa và có một vài chú chim bên cạnh làm bầu bạn đâu bố mẹ nhỉ. Nhưng mà ấy, lắm con chim thì cũng vô ý thức lắm cơ, để làm hộc cả mặt ra mới kiếm được bữa trưa mà ăn có một tí thôi, nhiều con lao mẹ nó vào để cướp, nhiều con còn ỉa cả lên cơ, không coi trật tự an ninh ra cái gì cả. Chúng mày chưa bao giờ nghe cái câu trời đánh tránh miếng ăn à, chim với chả chóc ngu VL. Hồi nhà con hay được nghe kể là người Tây họ thân thiện lắm. Và hóa ra đúng như thế thật bố mẹ ạ. Chân ướt chân ráo bước sang nơi đất khách quê người, con đã được rất nhiều người bản xứ giúp đỡ từ những cái lúc lơ nga lơ ngơ bắt xe buýt hay là tàu điện. Lúc mới sang đây con chẳng thuộc đường xá, cũng may là có mấy bác tài với hành khách đi cùng đã tận tâm chỉ dẫn, không thì cũng chẳng biết đã đi lạc bao nhiêu lần nữa. Mà đúng là dân da trắng, họ lại còn chăm thể dục thể thao nữa nên là ai cũng rất là cao lớn. Con đi ra đường bảo 24 tuổi cũng chẳng ai tin bởi vì nhìn thấp bé quá. Rồi chính vì là thấp bé quá nên là khổ lắm ấy bố mẹ ạ. Mẹ mấy cái thằng hôi nách nhá, chúng mày phải tự ý thức được là đứng ở trên xe buýt ấy thì đầu tao cũng chỉ cao đến nách chúng mày thôi. Làm ơn sát tí chanh hay là lăn tí nách vào. Lần nào đi học về cái giờ cao điểm ấy tao cũng ăn đủ ấy. Rời ấy, về này về Việt Nam ấy thì không viêm xoang giai đoạn cuối thì cũng thiên đầu thống mà chết nhá. Nói về công nghệ bên này thì họ cũng phát triển lắm bố mẹ ạ. Đi vào siêu thị hàng quán thì lúc nào cũng có máy móc trang thiết bị hiện đại để hỗ trợ khách hàng tốt nhất có thể. Mà ở bên này nhiều cửa hàng họ bán rất là nhiều máy điện thoại mà chẳng có ở Việt Nam cơ. Rồi có cả Apple Store, Samsung Store nên là lúc nào mà có đồ mới về thì con cũng được phép là chạy ra để trải nghiệm luôn. Mà hơn nữa thì Úc còn là một trong những nước có sớm nhất nữa chứ. Thích lắm bố mẹ ạ. Một cái nữa thì con cũng để ý là dân bên này họ có điện thoại mới dễ như ăn bánh vậy. Vì các nhà mạng ở bên này thì họ hỗ trợ nhiều, chỉ cần trả trước một khoản tiền nhỏ thôi là đã có iPhone 7 Plus hay là Galaxy S8 để sử dụng rồi. Nên là người Úc thì họ cũng chỉ coi điện thoại như kiểu là một công cụ để sử dụng cho hỗ trợ cho họ mỗi ngày thôi. Chứ không như mấy ông ở Việt Nam đâu nhá, mua được con iPhone xong nghĩ mình là bố đời rồi nhìn rời bằng hai cái lỗ mũi ấy. Các bố các mẹ nhớ hộ con ấy, đây chỉ là điện thoại thôi chứ không phải là trang sức đâu để mà thể hiện đẳng cấp với tán gái nhá. Tôi thư đã dài, chắc con sẽ phải kết thúc ở đây thôi. Một thời gian ngắn nữa thì con sẽ về với bố mẹ mà. Con biết bố mẹ là có ý tốt, cũng đã nhiều lần động viên con cố gắng ở lại định cư, nhưng con nghĩ rằng là con vẫn sẽ về Việt Nam thôi. Dù nơi này còn nhiều vấn đề, có nhiều thứ xấu xí, nhưng mà suy đi tính lại thì đó vẫn là nhà của con. Con yêu món ăn Việt Nam, con yêu con người Việt Nam, con yêu những cái lúc phi xe thong dong ngoài phố, yêu cái cảm giác tạt vào đâu đấy ngồi làm cốc trà đá và chém gió với mấy đứa bạn. Ở Việt Nam thì còn có bố mẹ này, còn S-team, còn những thằng anh em của con, rồi còn cả người yêu của con nữa. Còn quá nhiều thứ con dành tình yêu đang đợi con ở nhà nên con đã nghĩ kỹ rồi. Đi đâu thì đi, cuối cùng thì cũng sẽ phải về nhà. Còn cái chuyện vé máy bay thì bố mẹ không cần phải lo đâu, con đã được bao rồi.
Bởi vì hôm trước là con vừa bị bắt với cái tội dùng cần sa trái phép, nên là Út con sắp mua vé máy bay để đuổi con về rồi. Bố mẹ yên tâm chờ tin con nhá. Ký tên, thằng con trời đánh, tân một cú. Tái bút. Nếu bố mẹ có thấy cái clip này hay thì cũng đừng quên lập tài khoản YouTube để like, share cũng như là subscribe cho con sớm lên 1 triệu sub bố mẹ nhá. Yêu bố mẹ, xin chào và sớm hẹn gặp lại bố mẹ.